Chiều nay 11 tháng 11, Ủy ban nhân dân tỉnh có buổi làm việc với các sở ngành và các địa phương về tiến độ kết quả giải pháp thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước, ban giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Đồng chí Trịnh Xuân Trường, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì buổi làm việc. Cùng dự có đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Tính đến hết ngày 11 tháng 11 năm 2024, số thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 8.453 tỷ đồng, đạt trên 92% dự toán Trung ương giao, bằng 66% dự toán Ủy ban nhân dân tỉnh giao. Thu nội địa đạt 7.400 tỷ đồng, đạt trên 91% dự toán Trung ương giao, bằng 70,5% dự toán tỉnh giao. Trong đó, thu từ thuế, phí và thu khác đạt 5.514 tỷ đồng, thu tiền sử dụng đất đạt 1.887 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 1.052 tỷ đồng. Nguyên nhân chính dẫn đến thu ngân sách nhà nước trên địa bàn toàn tỉnh mới đạt 66% dự toán của tỉnh là do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, các công ty doanh nghiệp nợ thuế đất lớn. Để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh là 12.800 tỷ đồng, các ngành địa phương cho rằng cần đẩy mạnh việc thực hiện đấu giá thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, rà soát việc lập bộ sổ thuế đối với hộ kinh doanh tại từng địa phương, đảm bảo 100% người nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh được đưa vào quản lý, tập trung đẩy mạnh các giải pháp thu để hoàn thành chỉ tiêu thu từ thuế, phí, thu khác tỉnh giao 7.200 tỷ đồng. Cũng trong chiều nay, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng làm việc với các sở ngành địa phương bàn giải pháp đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công những tháng cuối năm 2024. Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Xuân Trường đề nghị các ngành địa phương theo dõi chặt chẽ tiến độ thu, đánh giá, phân tích tình hình thu tại từng địa bàn, từng khu vực thu, sắc thuế. Dự báo thu các tháng còn lại sát với thực tế phát sinh để có giải pháp chỉ đạo thu kịp thời. Rà soát xác định chính xác những nguồn thu còn tiềm năng, các lĩnh vực loại thuế còn thất thu để kịp thời đề xuất các giải pháp về chính sách và quản lý thu hiệu quả. Đảm bảo 100% người nộp thuế có hoạt động sản xuất kinh doanh được đưa vào quản lý. Các địa phương chủ động đôn đốc các đơn vị doanh nghiệp nộp đúng, đủ thuế theo quy định, không để phát sinh nợ mới. Đối với giải ngân vốn đầu tư công, đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các chủ đầu tư đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thi công, nghiệm thu, thanh toán khối lượng hoàn thành theo từng tháng và hoàn ứng ngay theo quy định, tránh hiện tượng dư tạm ứng lớn quá hạn.